số đỏ chương 19 ngự giá bắc tuần và đông tuần cái tội tung hô vạn tuế thuốc chữa lẳng lơ hai giờ chiều hôm ấy dân hà thành và dân bắc kỳ đứng chật ních hai bên hè những phố từ ga lên phủ toàn quyền theo cái hành trình thường lệ mỗi khi có cuộc tiếp đón long trọng xưa nay binh lính canh gác rất uy nghi tề chỉnh quả cũng như người đồn vua xiêm cũng có ngự giá sang nước nam từ trước khi được trông thấy mặt ông vua bên nước láng giềng thiên hạ cũng đã rõ bằng cách nhìn ảnh trên báo chí rằng vua xiêm còn trẻ tuổi lắm trên những tờ nhật báo người ta thấy những dòng chữ tít to tướng chạy dài cả bầy cột đại khái rằng nước việt nam trong lúc hồi xuân một chỗ rẽ ngoặt trong lịch sử việt xiêm thân thiện ngự giá bắc tuần và ngự giá đông tuần bắc tuần là ý nói đức vua nước nhà từ trung kỳ ra đây đông tuần là nói vua nước xiêm có tờ suốt sáng viết hai vua tại một nước và có điều đáng để ý là báo nào cũng gọi việc vua xiêm sang đây là một chỗ rẽ ngoặt những tờ báo bảo hoàng thì đăng một cái hân hạnh đặc biệt cho bình dân việt nam cả vua siêm nhân dịp thân hành sang chơi với ta hai nước siêm việt từ nay bắt tay nhau trên đường tiến bộ duy có một tờ báo phản đối thì in trên trang nhất những câu xa xôi như thế này tốt khoe ra xấu xa đậy lại chớ để bị khinh bởi thế cho nên công chúng đi đón rước đã có quần áo rất diện. Đến bậc đàn ông cũng nhiều người đánh phấn và bôi môi. Hiệu Âu Hóa cũng được cái dịp may đặc biệt chế tạo cho phụ nữ một bộ gọi là ngân giá. Tuyết cùng bà Văn Minh bữa ấy cũng mặc mốt ấy để lăng xê cho đám thượng lưu Hà Thành. Xuân tóc đỏ đứng với hai nhà thể thao ở một góc phố hàng cỏ. Nguyên do từ khi nghe lòm được câu chuyện âm mưu của kẻ tình địch và cái bí mật đã hở của hai người thám tử. Nó bèn có ý làm cho tình địch nó trước nhất phải thất bại là một, sau nữa là phải nhân cái hành vi ấy mà làm lợi cho nó là hai. Cho nên, nó đã cổ động với hai nhà quán quân quần vợt 1935 và 1936, mà nó rất sợ bị hai người ấy đánh cho đại bại, ăn mặc một thứ y phục giống với nó. Ai cũng phải mặc quần trắng đi giày kép trắng, áo sơ mi cuột tay với cái mũ cát kép trắng trên đầu. Vì vô tình, hài và thụ đã nhận lời ngay. Và lại, Xuân đã nói, chỉ có ba ta thôi. Ba ta ăn mặc khác đời, phải to rõ mình là những nhà thể thao, chứ đừng diện như bọn công tử bột. Cho nên, làm gì mà hai nhà quán quân khờ dại kia không mắc bẫy? Hai người có hiểu đâu rằng, chủ ý của nó cốt để đánh lừa kẻ thù của nó và nhân mượn cái hành động của kẻ thù nó để hại hai người. Vua ra hôm trước, thì hôm sau, trong chương trình nghênh giá, có ngay ngày hội thể thao mà tài nghệ của Xuân cố nhiên phải kém xa hai nhà vô địch cũ kỹ ấy. Thế thật là có tài mà cậy chi tài. Xe nhà vua mãi chưa đến. Bách tính xem ý đã nóng ruột lắm hài và thụ lúc ấy đứng đứng khoanh tay cho bắp thịt nổi lên và chỉ trông thẳng ra trước mặt như những bậc hiền nhân quân tử mục bất thị tà vì ở lề đường bên kia có mấy cô gái đẹp xuân tóc đỏ bèn đứng len vào giữa hai ngài nó thục tay vào túi quần ở phía sau của cả hai để mượn khăn mùi xoa một cách thân mật rồi nó hỏi một cách ngớ ngẩn thế nào ta tung hô ra sao Thánh cung vạn tuế nhé Hai nhà quán quân mỉm cười chế nhạo và không đáp Xuân tóc đỏ nhìn lại đằng sau luôn Lúc trông thấy người tay sai của kẻ tình địch Cái mũ cát két ngoài cái búi tóc Đôi giày tàu vân vân Nó bèn khoanh tay đứng im Đến lúc người ấy quả thật có lén bỏ cái gì vào túi quần nó Nó cũng tảng lờ như không biết Khi người ấy sau cái việc bất chính bỏ chạy ngay ra chỗ khác. Nó từ tốn cho tay về phía sau, móc túi quần, lôi cái tập giấy mà nó chẳng buồn nhìn nữa. Chia ra làm hai nắm mà nhét vào hai cái túi quần của hai bạn nó như người ta trả lại mùi xoa. Vô tình lại còn mài ngách mắt nhìn những bông hoa biết nói ở bên kia vệ hè. Hai nhà quán quân, hài và thụ, chẳng ngờ gì cả. Xuân tóc đỏ lại liếc nhìn đám đông chung quanh, xem người chồng hụt của tuyết đâu mãi nó mới thấy anh chàng ấy hôm nay lại vẫn âu phục và đeo kính râm rõ là một kẻ định tâm hành động là một việc ám muội anh đứng cách nó chừng năm người tiếc lào xào nô nức của công chúng đã từ xa dồn lại xe vô sắp đến người ta đã thấy tiếng móng ngựa của những kỵ mã khua vang lên xuân liếc nhìn sang hai bên cạnh thì đã thấy cả ông đau đớn vì tình lẫn ông du côn mất hợp thời đứng ở hai bên mình chỉ cách nó có vài người sửa soạn sẵn sàng để giở tay trong cái việc thảm khốc xuân tóc đỏ lại vờ hỏi hai bạn thánh cung vạn tuế hay thánh thọ vô cương hai và thụ vẫn mặt khinh bỉ cái ý kiến hồ lậu rồi bảo tòa cứ việc làm như chúng moa Xe ô tô của hai đức vua chỉ còn cách dăm thước là đến chỗ ấy. Trong khi thiên hạ xô đẩy nhau hoặc chỉ trỏ nhau mà xì xào thì nhanh như một con cuốc lủi. Xuân tóc đỏ đã thừa cơ, thủ rồi rào bước đi ngược xe vua. Đi đến chỗ, cách trước hai mươi thước, nó mới dừng đứng lại. Bỗng thấy nhà quấn quân con hải reo lên rất to. Vive la France! Rồi lại thấy mấy tiếng tung hô kế tiếp Vive la France populaire. Vive la République française. Trong bọn công chúng, những người nào đứng ở vỉa hè đều trông thấy rằng từ quan toàn quyền, quan thống sứ, đức vua nước nhà, vua xiêm đều có những bộ mặt sừng sốt và kinh ngạc. Đoàn xe hộ giá đi khỏi rồi, công chúng chưa được lệnh xuống đường, các binh lính cũng chưa được mất trật tự, thì có một đám đông cảnh binh mật thám và sen đầm chạy đến vây bắt tốt người đứng ở chỗ có lời tung hô đưa ra các nhà đương cục tức thời phải theo như thường lệ nghĩa là khám túi những người bị vây xem ai có trong mình những thứ nguy hiểm như là bom súng lục hay không khi thấy ở túi quần hai nhà quán quân quả nhiên có truyền đơn in thạch phản đối đế quốc simla sở mật thám bèn mời hai ngài lên một chiếc xe hơi riêng để giải về sở vì ngày hôm ấy các báo thông tin của thủ phủ đông dương đã xuất bàn buổi sáng cả nên vì không được rõ đầu đuôi manh mối dân hà thành tối hôm ấy xôn xao mà bàn rằng chính phủ vừa bắt được hai tay quá khích nguy hiểm thuộc đảng sơ mi trắng của tay cả đến tổng cục thể thao cũng không biết rằng đó là hai nhà quán quân quần vợt sáng hôm sau phải trổ tài trước hai đức kim thượng cùng với công chúng tản mát và hỗn loạn Xuân tóc đỏ ra về, gặp tuyết và vợ chồng Văn Minh ở giữa đường, nó cam đoan ngay rằng cái giải vô địch quần vợt đông dương chỉ ngày mai thôi là phải về tay nó. Nhưng ông Văn Minh bằng cái cách, cách một ông bầu hoàn toàn vội tấn công. Này, Vua Siêm cũng có đem một tay quán quân quần vợt sang đây, vì Vua Siêm cũng là một người hâm mộ thể thao. Sau cuộc tranh giải quán quân thế nào nhà vô địch xiêm cũng sẽ trổ tài trước công chúng Pháp Việt đấy. Nếu anh đã nắm chắc cái thắng thì cũng nên sửa soạn một cái cuộc tỉ thí với xiêm la nữa thì vừa. Nếu anh lại được nốt thì thật là vẻ vang cho xứ Bắc Kỳ, cho nước Việt Nam, cho Đông Dương. Xuân tập đỏ tắc lưỡi, nói một cách thản nhiên. Còn phải nhờ số mệnh nữa mới được. Đường đi ca lũ bỗng thấy ông đốc tờ trực ngôn tất tả chạy đến mọi người đều hoảng sợ tưởng chừng có sự tai biến gì xảy ra nhưng không bác sĩ chỉ nói bà phán mời tất cả anh em quen biết bữa nay lại dùng cơm chiều ở đằng ấy để ăn mừng cậu phước của bà đã hết hắt xì hơi tôi được nhờ cái việc rủ anh em chị em cũng đến tuyết nói ngay ai đến thì đến chứ tôi thì không đến bác sĩ trực ngôn vội hỏi sao hay đã có chuyện gì xuân tóc đỏ vội nắm tay bác sĩ khẽ nói đừng hỏi nữa tuyết chính là vợ chưa cưới của tôi bác sĩ trực ngôn ngẩn người ra rồi khen xuân bạn tốt số lắm tôi xin có lời mừng đấy rồi thì người ta bắt tay nhau chia biệt nhau hẹn nhau đến chiều có một sự đáng lạ là Ngày hôm ấy, bà phó đoan không đi đón vua, cả đến đi xem thiên hạ đón vua cũng không. Xuân cũng có vẻ ngạc nhiên về chỗ đó. Cho nên, lúc nó về nhà, sau khi hỏi học trò Phước, mà học trò đáp lời rất thông thái rằng em chả, em chả, nó được yên trí rằng cái trình độ tri thức ấy cũng đã tấn tới khá cao, nên hỏi đến bà mẹ. Không đáp lời, bà đoan chỉ bưng mặt khóc, Khiến xuân tóc đỏ phải rộng chân quát thét, gớm, vừa vừa chứ, mợ làm nũng thế thì không ai chịu được nữa. Ấy, chỉ có bắt nhân tình với mợ mà đã còn khổ thế, giá định lấy mợ, không biết thế nào. Bà phó đoan liền phân trần ngay cái làm nũng của mình bằng cách đưa ra hai tờ tuần báo con vẹt mà rằng, Đấy, mình đọc hai cái đoàn thiên tiểu thuyết của cái báo chí phải gió ấy mà xem. Tôi chỉ muốn ý kiện cho nó một mẹ. Xuân tóc đỏ thấy nhan đề về một chuyện ba chủ nhà và chuyện kia. Nhan đề là vụ án mạng của bác Factor. Dưới bài ấy đề dịch chuyện là patron của Huidamopassang. Dịch chuyện Le crime au père Boniface của Guido Nó vứt cả hai từ con vẹt xuống bàn một cách chán nản, thì nhân ngãi nó lại nói. Ô hay, sao không đọc? Họ viết chuyện, họ diễu chúng mình thế mà. Thôi đi, đừng bịa, họ dịch của Tây, xem làm thèm vào. Bà phó đoan mở to cặp mắt, sung sướng nói. Ơ, thế mà sao lại y như họ nói, anh với tôi. Xấu hổ lắm đấy Anh đừng từng bớn Bất đặc dĩ Xuân phải ngồi xuống ghế Khoan thai Đọc cả hai cái bài mà người ta bảo là nói xấu nó Nhưng cảm tưởng của nó Lại chẳng giống của ba phó đoan Nghĩa là mình cũng phải có thế nào Mới được người ta nói xấu chứ Mợ chớ lo Ở đời này Càng những người danh giá Càng hay bị báo nói xấu Và chỉ những kẻ không ai thèm biết đến tên tuổi là được ở yên thân trong số tối mà thôi. Nghe thấy lời lẽ có lý, bà phó đoan cũng nguôi nguôi, thưởng cho xuân tóc đỏ mấy cái hôn mà rằng, cậu nói chí lý lắm, cậu ngoan lắm. Đã đến lúc nhọc mệt về sự mơn trớn nạ dòng ấy, xuân tóc đỏ đầy cái mặt bự phấn ấy ra, nhăn nhó kêu, gớm nữa. Thái độ ấy làm cho vị quả phụ thủ tiết ấy tức khắc nổi trận lôi đình. Thật thế, ai mà lại không phải tức khi lòng tự ái bị thương bà phó đoan làm một hồi trầm chậm, chậm à đồ khốn nạn đồ sở khanh đồ bạc tình lang làm hại cả một đời người ta rồi thì bây giờ giờ mặt phóng này con này cũng chẳng phải tay vừa đâu liệu thân xác xuân tóc đỏ đứng phắt lên xua tay một cách chán nản thôi tôi xin bà thế là tử tế lắm rồi bụng dạ bà tốt lắm tôi đã làm hại cả một đời bà ấy à cái đó cũng có lẽ cũng có thể nhưng mà vâng lời bà tôi đã tìm cách cứu chữa rồi tôi đã đi mời cho bà một ông doctor cẩn thận trước đây không thèm gọi lang băm ấy chết bẩm thật thế đấy chỉ nội tối hôm nay là có doctor đến chạy chữa cái chính tiết của bà bà phó đoan sợ hãi quá kêu thất thanh Tôi không biết Mặc kệ tôi không có gì mà phải chữa Xuân tóc đỏ Bà tưởng đó là chuyện trẻ con đấy hẳn Tôi với bà Như thế dễ là chuyện đùa Ai dám bảo bà đã buộc tội tôi Là làm hại đời Một đời danh tiết của bà Ai bảo bà bắt tôi cứu chữa Mặc kệ tôi không lôi thôi Xuân tóc đỏ giơ tay lên thề Một cách cực kỳ hệ trọng Tôi mà nói đùa thì cả họ nhà tôi bị trời tru đất diệt. Tôi cam đoan với bà là đã có ông Đốc Tờ Trực Ngôn cứu chữa cho bà, mà ông ấy đến ngay bây giờ. Bà phó đoan lại kêu, Rời ơi, ông Đốc Ngôn, thế thì tôi chết, tôi phải chết. Nhưng bà ta không được phép vật mình vật mẩy hay dậm chân chán chát nữa, vì ở ngoài cổng, tiếng còi ô tô đã rút lên in tai bà vội nhìn lên đồng hồ thì ra đã 7 giờ rồi khách khứa đã đến dự tiệc buổi tối để mừng cậu phước đã khỏi ngúng nguẩy nói kiêng ấy mà họp mặt bữa ấy trừ một tuyết còn thì có tất cả thầy những người thượng lưu xã hội và bình dân chính tông xưa nay hoặc giao thiệp với bà phó đoan hoặc đi lại với cửa hiệu âu hóa cậu phước ngồi ở ghế danh dự của bàn tiệc cái đó đã cố nhiên sau một tiếng đồng hồ mà các quý khách chuyện trò rất thân mật và ăn uống một cách không giả dối, bỗng thấy bác sĩ trực ngôn đứng lên nói: thưa các bà, các cô, các ông, nhân tiện hôm nay còn đông đủ mọi người trong chỗ thân mật giao tình, tôi có ý muốn diễn thuyết về một vấn đề xã hội và luân lý mà thiên hạ chưa có một quan niệm chính đáng. trước khi lên diễn đàn. Tôi muốn thử diễn thuyết ngay ở đây để trước đã Để xem có nghe được hay không Một vài người vỗ tay Hay lắm, trực ngôn vạn tôi Xuân tóc đỏ reo lên Lít lít lơ Nhưng có một người hỏi Khoan đã Thế bác sĩ muốn diễn về vấn đề gì? Vấn đề đàn bà nạ dòng Người đàn bà trên 40 tuổi Tại sao hay khát tình yêu Xã hội có nên chê cười những người ấy không? Đó là điều ai cũng nên biết. Một tràng vỗ tay đôm đốt, hoan nghênh bác sĩ. Những người bạn thân của bà Phó Đoan yên trí ngay là bác sĩ định nói sỏ bà. Cho nên bà Phó Đoan càng lo sợ. Cái xanh xám hiện ra ngoài mặt. Bác sĩ trực ngôn bèn đứng lên, đọc ở một tập giấy. Thưa quý thính giả, buổi tối hôm nay Tôi muốn đem ít giờ học để mà nói đến mùa thu ái tình. Nghĩa là những mối dục vọng, những sự khao khát thiên nhiên của hạng người về già mà người đời vẫn cho là không đáng có. Xã hội ta xưa nay vẫn sống với những thành kiến hẹp hòi. Ấy là vì khoa học chưa dẫn ánh sáng đến điều ấy. Thí dụ, ta thấy một ông lão 50 tuổi còn mua hầu non cưới vợ lẽ ta chế giễu ngay là ra chơi chống bỏi ta khó coi nếu là một người đàn bà mà dây đến ái tình thì lại càng nhục nhã thôi thì thiên hạ chẳng còn ngại ngùng đem những lời độc ác mà chửi rủa chế bai sự thực công kích như thế là chính đáng hay không phải chăng về già hay sắp về già Người đời hết giấy phép thỏa mãn tình dục. Không, không, vì điều ấy thuộc quyền tạo vật chứ không còn thuộc về cái ý chí của bọn phàm trần chúng ta. Trong một đời, người ta có hai thời kỳ khủng hoảng về tình dục. Ấy là tuổi dậy thì và lúc sắp về già. Tạo hóa đã an bài ra thế, chứ loài người ít ai cưỡng được. Cái tuổi dậy thì nó gây ra sự khủng hoảng tinh thần cho thiếu niên bao nhiêu thì cái mùa thu ái tình cũng gây cho lão già ăn chi sự bối rối bấy nhiêu các ông già thì cưới vợ lẽ rồi bị thiên hạ chê cười các bà già rồi hay sắp già thì cũng lăn lưng vào vòng hoa nguyệt hôm nay diễn giả không cốt phô bày ở đây những cái xấu ấy Nhưng mà là cắt nghĩa tại sao có những cái xấu ấy Ban với sự khủng hoảng tinh dục của đám phụ nữ nạ dòng Bà phó đoàn liền hắt hơi Bác sĩ Vache đã có những kinh nghiệm rất đúng thật Tôi xin đơn cử ra đây vài đoạn Để tỏ ra rằng những danh từ hoặc nông nổi hoặc vô nghĩa Như phong hóa, suy đồi, ngứa nghề, Lặng lơ, già chơi chống bỏi, gái năm con chưa hết lòng chồng, vân vân, đều có thể đem cắt nghĩa bằng khoa học được lắm. Bác sĩ Vacher đã nói, sự khủng hoảng tinh dục ở người đàn bà lúc về già thường khi bày ra những triệu chứng bất ngờ, quái gở do các ảnh hưởng của sự rối loạn về kích nguyệt, về tính khí. Người đàn bà phải chịu một cuộc tai biến về sinh lý và tinh thần, có ngụ cái ý khao khát tình dục rất rời rà, lôi thôi. Có điều đáng buồn cho hạ phụ nữ kỳ động cỡ ấy là sự ấy nó chỉ nảy ra vào lúc người chồng cũng đã già rồi. Nghĩa là đã liệt dương. Vậy thì con biết làm thế nào? Muốn có một cậu nhân tình yêu mình cho tha thiết thì không còn được nữa vì cái má đã răn reo. Và lại không phải bỗng chốc người đàn bà nào cũng cà gan bỏ cái thái độ cũ mà kệ hết thảy bất cần dư luận đem vứt đi một đời danh tiếc khốn thay tình dục vẫn ám ảnh vẫn làm cho đỏ mặt và đập rộn lên trái tim bởi thế cho nên thano có rất nhiều ba, tuy đã hết sức kiềm chế mình mà vẫn không biết rằng tính nết mình đã thay đổi nhiều lắm hay giận dữ nóng nảy hay gắt Chán đời hay ghen ghét, có khi ghen đức ông chồng về một chuyện từ ngày xưa ngày xưa, hay là bỗng trở nên thần bí về một lý tưởng tôn giáo hoặc đồng cốt quảng xiên, mê tín. Nếu người chồng còn tráng kiện, thì vợ như thế là béo bở cho mình lắm. than ôi, nhiều khi đức ông lại không đủ sức lực nữa, và lại ông còn bận rộn lắm công kia việc nọ no để lo sự ấm no cho gia đình nhiều khi người chồng đã chết mất rồi, cho nên phần nhiều các bà bị cái khủng hoảng kia là những người đàn bà quá. khi số người ấy đã không tái giá hay không nghĩ đến sự bước đi nữa, đã đành là các bà phải có tình nhân. kể ra thì có nhiều sự đáng tức cười, song lẽ chỉ tại một nguyên cớ sinh lý, vì rằng cái thời kỳ khủng hoảng kia than ôi không mấy ai tránh khỏi và may sao nó chỉ có hạn ta nên nhớ kỹ rằng đó là vì trong cơ quan sinh dục những noãn xảo thiếu máu từ cung kết kinh gây ra một cuộc hỗn loạn sinh lý vào cái lúc mà phụ nữ việt nam gọi là hết tội rồi về sau qua một thời kỳ những bộ phận khác sẽ tiết cho buồng trứng những thứ nước cần thiết người đàn bà hết bị khủng hoảng lại có cái linh hồn lành mạnh như xưa mọi người lại vỗ tay kêu ran riêng về bà phó loan khi thấy ông đốc tờ đã ngồi xuống bà mới được hoàn hồn không những sự cứu chữa mà xuân đe dọa kia chẳng những không hại đến địa vị quả phụ của bà mà dẫu rằng xưa kia đã có tay vách mạch rừng chi nữa thì cũng không sao vì bà đã lẳng lơ theo đúng nghĩa lý của sách vở thánh hiền nghĩa là bà được mừng thầm rằng mình đã trót hư hỏng một cách có tính chất khoa học